Rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng định kỳ lúc 17:20 đến 17:40 Chủ nhật hàng tuần trên VTV9. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tại những vùng đất đồi nghèo dinh dưỡng của tỉnh Quảng Trị thì cây thanh long đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bón phân cân đối, bổ sung hợp lý các chất trung vi lượng trong từng giai đoạn phát triển của cây chính là một trong những bí quyết giúp cho nhà vườn thành công trong việc canh tác thanh long ở vùng đất khó này. Đây cũng là nội dung mà chương trình muốn giới thiệu đến quý vị và bà con ngày hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với hoa màu, cây ăn trái, cây lâm nghiệp. Hiện nay cây thanh long ruột đỏ đang mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà vườn nơi đây. Tuy là cây trồng mới nhưng bằng việc áp dụng kỹ thuật bón phân cân đối, hợp lý, bổ sung trung vi lượng trong quá trình canh tác, vườn cây nơi đây đã phát triển bền vững, ứng phó tốt với tình hình biến đổi khí hậu. Đây cũng là giải pháp thông minh, vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa đảm bảo lợi nhuận cho nhà vườn. Tại nhiều địa phương trên cả nước, trái thanh long ruột đỏ vỏ hồng từ lâu đã được bình chọn là cây làm giàu của nhiều nông hộ. Tuy nhiên, gần đây, thanh long rớt giá khiến không ít nhà vườn lao đao. Dù vậy, tại huyện miền núi Hướng Hóa của tỉnh Quảng Trị, trái thanh long ruột đỏ vẫn duy trì mức giá bán cao, ổn định và mang đến nguồn lợi nhuận khá lớn cho nhà vườn nơi đây. Trước đấy thì trong cây chuối rồi là những cây ăn quả khác, nhưng mà sau đây chúng tôi sẽ tìm lại những cái cây có lợi như cây thanh long đỏ, ruột đỏ. Chúng tôi đã đưa vào thí nghiệm trong trước đây là cũng có một đôi bụi thì cũng đôi gốc là cũng có hiệu quả, do đó chúng tôi được làm nông làm đến là lớn là trong được cái diện tích là được 3 sao, được 180 gốc. Sau về so với trồng chuối thì về trong thanh long ruột đỏ này thì trong thanh long ruột đỏ này thì cũng cống có hơi nhiều hơn, nhưng mà nhờ lợi nhuận thì gấp đôi, gấp ba chuỗi. Do đó là trong một năm chúng tôi là trong đấy được 180 gốc, một năm chúng tôi thu hoạch cũng trên 55 triệu trở lên. Rồi lấy tính ra thì cũng có lợi nhuận rất nhiều đó đối với chuối. Theo ông Võ Tinh, cây thanh long chịu hạn tốt, rất hợp với thổ nhưỡng vùng đồi núi của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nhà ông hiện trồng hơn 3 sào với 180 gốc thanh long ruột đỏ. Cây cho năng suất từ 400 đến 500 kg một lần thu hoạch. Hiện tại, giá thanh long ruột đỏ dao động trên dưới 20.000 đồng một kg. Các thương lái vào tận vườn để thu mua. Thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh với nhu cầu khá cao. Cây thanh long ruột đỏ vì vậy mà mang giá trị kinh tế cao, ổn định cho không chỉ gia đình ông mà còn nhiều hộ trong thanh long vùng này. Về chất lượng thì đấy thì cũng tìm hiểu nơi khác thì giống như ở dưới khe sân là hình như họ cũng có được rã dài hạn như ở đây mình đây. Rã mình đây là cái rã dài hạn hơn. Thành ra cái thuận lợi ra mình đi nhiều hơn chỗ khác. Nói chung trái thì cũng có trái cũng to, trái 3 trái một cân thì 2 trái một cân thôi. Thì cũng được thôi, nhưng có trái lên tới cả 7-8 láng. Hiện nay thì đầu ra thì còn ổn định là vì đang còn mình mới chắc có mình, họ cũng có ít thế, theo đầu ra thì ổn định. Nói chung đầu ra thì cũng phải ra riêng của Hưởng Hóa mà. Chúng tôi thì cũng có con cái lên mạng rồi, cũng có đưa ra Quảng Bình có, về Đồng Hà có, về Quảng Trị cũng có. Nói chung tóm lại là đầu ra thì nó còn ổn định. Cũng theo nhu cầu thì còn thị trường thì còn thiếu. Ông Võ Tinh chọn trồng thanh long ruột đỏ với mật độ khoảng cách là 3m x 3m. Với ông, bí quyết quan trọng nhất là ở khâu chăm sóc, bón phân cân đối để cây phát triển bền vững cho năng suất cao. Theo đó, ở từng giai đoạn phát triển của cây, ông luôn chú ý bón phân hữu cơ kết hợp NPK có bổ sung trung vi lượng để cây khỏe, ứng phó tốt với thời tiết thất thường của vùng đất khó nơi đây.
Chúng tôi thì tìm hỏi rồi sau khi đi mua giống về thì từ măn mò là trồng thôi chứ không có tham khảo chi với ai cả. Vì là chung khi mua giống thì thôi thì cũng chăm sóc thì cũng bình thường thôi, không có cái gì là khó lắm. Bởi vì tại là cũng dễ thôi, vì trong lúc là chúng tôi chăm sóc thì chăm bón về là trồng tỉa, về chăm cho gốc cỏ rạc thật sạch, và cũng là chăm bón thêm phân bón, và cũng dễ dãi thôi, không có gì là khó khăn hơn chuối. Nói chung hẳn cũng vậy, vì tao tuổi già thì làm cái này cũng tương đối là cũng khỏe. Về thuận lợi nhất là cái này thì cũng có chăm sóc vất vả lắm. Về mùa nắng thì phải như vậy, là phải cắt lá đó tủ gốc rồi là tưới, chừng nữa thôi một tuần thì khoảng tưới hai lần trong đó thôi, chứ cũng chủ yếu là cỏ rạc sạch sẽ rồi là chăm sóc thì cho gốc hẳn, cho tưới tạ tưới đầy hơn, cho có độ ẩm chút. Theo các nhà khoa học, trong suốt thời kỳ sinh trưởng và phát triển, cây thanh long hút nhiều chất kali nhất, sau đó đến đạm và lân, gọi là những nguyên tố đa lượng. Ngoài ra, cây cần một số nguyên tố với lượng vừa phải như canxi, magie, lưu huỳnh, gọi là những chất trung lượng. Đặc biệt, cây thanh long cần các chất kẽm, sắt, mangan, bo, molybden với lượng rất ít nhưng giữ vai trò quan trọng trong cây, gọi là chất vi lượng. Vì vậy, để canh tác thanh long theo hướng bền vững, năng suất, chất lượng, đặc biệt ở những đất nghèo dinh dưỡng thì nhà vườn cần chú ý việc quản lý chất hữu cơ trong đất và bổ sung thêm phân vô cơ thường xuyên liên tục. Khi sử dụng phân vô cơ, cần chọn các loại phân cung cấp đầy đủ các chất đạm, lân, kali và trung vi lượng cho phù hợp. Về tỉa cành thì nhìn chúng là cái nào bị có hơi bệnh hoạn thì mình cắt tỉa vất thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái cành nào mà ra trái được 2 năm rồi thì mình tỉa vất chừng đó thôi. Nhưng còn trái thì cũng lựa tìm cái trái mô là tốt lên, thì để mà trái mô có hơi là dọ tụt xấu bần thì mình là tỉa bớt thôi. Vì nhiều trái là phải tỉa bớt. Bón phân thì một năm thường thường là bón 3 vụ, chứ là hiện đến tháng 10 này là thu hoạch xong là chừng bón 1 vụ. Đến đầu tháng 3 là thì bắt đầu ra hoa trái là mình bón lên 1 vụ nữa. Đến tháng 6 là bón thêm tiếp 1 vụ. Thì nói chung đó là mình bón thì trung gốc thôi. Nhưng mà khi ra hoa ra trái thì có thể bón ra ngoài cái tàu hẳn, bón ra khỏi cái tàu hẳn. Khi bình thường mình chưa trái thì mình bệnh trong cái gốc thôi. Vì gốc của mình là có làm cái bầu rồi. Từ bỏ vào đó để tưới nước để cho thấm. Đối với cái thanh long ruột đỏ trong cái thời kỳ kinh doanh và cho năng suất ổn định thì bà con nên chú ý bón phân bón cân đối đầy đủ cả về hữu cơ và phân bón vô cơ. Thì đối với phân bón vô cơ thì bà con chú ý bón đầy đủ đạm lẫn kali, đặc biệt trong cái giai đoạn này thì cây nó cần cái hàm lượng đạm cao và đặc biệt là hàm lượng kali rất cao, hàm lượng lẫn ở mức độ vừa phải. Cho nên hiện tại trên thị trường có một số cái loại phân bón có cái tỷ lệ NPK nó thích hợp cho cây thanh long, ví dụ như là 2:1:2 hoặc là 1:1:1 hoặc là 2:1:3. Ví dụ là bà con có thể sử dụng những cái loại phân có cái hàm lượng như thế để bón cho cây thanh long cái giai đoạn kinh doanh. Đặc biệt thì đối với cái thanh long mà cái giai đoạn mà cho quả thì các cái yếu tố trung lượng và vi lượng cực kỳ quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định đến chất lượng của trái thanh long cũng như là cái mẫu mã của quả thanh long. Thì bà con là nên chọn các cái loại phân bón có đầy đủ các cái yếu tố đa lượng, trung lượng và vi lượng để bón cho cây thanh long. Thì về cái quy trình kỹ thuật bón phân bón cho cây thanh long thì bà con có thể một năm bà con có thể bón từ 3 đến 4 lần tùy thuộc vào cái năng suất thực tế ở vườn. Thì bón lần thứ nhất thì sau khi thu hoạch thanh long thì bà con có thể bón được lần thứ nhất. Lần thứ hai thì sau khi mà cây nó ra hoa lần thứ nhất, ra hoa đợt 1 thì bà con sẽ bón lần thứ hai, và khi mà bón lần thứ 3 thì khi cây thanh long ra hoa đợt 2. Và trong quá trình ra hoa của cây thanh long ở cái vùng Hướng Hóa này thì nó kéo dài đến 6 tháng. Cho nên là khi mà chúng ta thấy mà cái năng suất mà nó cao, cái tỷ lệ đầu quả nhiều, quả to thì chúng ta có thể tăng cường bổ sung bón thêm lần thứ 4 để cho cây nó đủ các cái chất dinh dưỡng để nuôi các cái quả đó cho nó được quả to, quả lớn và chất lượng được tốt hơn. Quá trình trồng thanh long, các nhà khoa học cũng khuyến cáo nhà vườn cần chú ý về dinh dưỡng. Mỗi giống thanh long sẽ có đặc tính sinh trưởng và năng suất khác nhau nên nhu cầu phân bón cũng khác nhau. Tuy nhiên, nhu cầu các chất dinh dưỡng có tỷ lệ tương đối giống nhau giữa các giống trong từng thời kỳ sinh trưởng. Cụ thể, giai đoạn kiến thiết cơ bản từ khi trồng mới đến 1-2 năm tuổi,
Cây cần nhiều đạm để phát triển thân, cành, lăng cao để phát triển bộ rễ, nhiều chồi, kali giúp cho cây cứng cáp, chống chịu sâu bệnh, trung vi lượng vừa đủ giúp cho cây phát triển cân đối. Tùy thuộc đặc tính đất canh tác mà chọn phân bón dạng hợp chất có đầy đủ các chất đa trung vi lượng, có tỷ lệ NPK phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kiến thiết cơ bản là 221,5, 221 và 211. Ở giai đoạn kinh doanh, cây cho trái ổn định và đi vào khai thác, cây cần kali cao, đạm khá, lân vừa đủ, trung vi lượng thích hợp nhằm nuôi trái to đẹp, năng suất cao, chất lượng tốt, chín đồng loạt. Các công thức phân bón hợp chất có đầy đủ các chất đa, trung và vi lượng, trong đó có tỷ lệ NPK phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kinh doanh là 212, 213, 223 và 111. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với các loại cây trồng lâu năm khác như là hồ tiêu, cao su, cây ăn trái, thì hiện nay cây thanh long ruột đỏ đang mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho các hộ gia đình ở Hướng Hóa nói riêng và toàn tỉnh Quảng Trị nói chung, đặc biệt là trên các diện tích gò đồi, đất hoang hóa bạc màu, hoặc là thực hiện cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo nguồn thu nhập cao và ổn định cho bà con nông dân. Tại vùng đồi núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lợi nhuận mà cây thanh long ruột đỏ mang lại đang giúp làm giàu cho nhiều nông hộ. Tuy nhiên, để cây trồng này mang lại giá trị kinh tế bền vững, trong canh tác, nhà vườn cần chú ý giữ vững giá trị thương phẩm cho trái thanh long bằng các giải pháp canh tác bền vững, đồng thời chú ý tìm đầu ra ổn định trước khi mở rộng diện tích trồng. Hiện tại ở xã Thanh Long thì trước đây bà con cũng đã trồng chuối, cũng rất phát triển về kinh tế hiệu quả. Thì trên cái một hướng đi mới cho ở địa bàn xã Thanh Long đó là trong cây thanh long thì cũng mở ra một hướng mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Ở đây trong thời gian ở đây thì bà con cùng một số hộ cũng đã trồng về thanh long ruột đỏ rất nhiều. Tuy nhiên thì với cái nhu cầu hiện nay ở thị trường thì hiện tại cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu của nội địa và cũng như ở các tỉnh khác. Hiện nay bây giờ cây thanh long thì cũng bán ở trên địa bàn này cũng rất được giá và bình quân là từ 20 đến 30 ngàn một đồng trên 1 kg. Thì thấy về thị trường giá trong thời gian vừa qua thì nó cũng rất ổn định về cái đầu ra cho bà con cũng như ở trong địa bàn cũng như là ra một số ngoài tỉnh khác. Hiện tại về nhu cầu của cây thanh long để người ta sử dụng thì còn thiếu. Theo chúng tôi thấy thì hiện tại cây thanh long phát triển ở địa bàn xã Thanh Long thì tương đối phù hợp và cây thanh long là một loại cây mà chịu hạn khá tốt và cũng là thích ứng với khí hậu nóng. Và ở đây cây thanh long thì nó cho hiệu quả phát triển về sinh trưởng, phát triển quả cao hơn so với vùng khác. Đất ở đây thì chủ là ở đây là đất phù sa ven sông, ven sông suối thì tạo điều kiện đấy, tức là rất phù hợp cho phát triển về cây thanh long. Về khâu giống thì cũng quá trình bà con mình cũng lâu nay cũng đi mua ở một số từ người thân và người quen và một số ở địa bàn ở đây thì bà con mình mua chủ yếu là dưới Khai Sen và Tân Hợp. Thế nên thì trong cái quá trình khâu giống nó vẫn chưa đảm bảo vì cái quy trình nghiêm ngặt từ khâu ươm giống ban đầu nên giống còn trôi nổi trên địa bàn thì cũng chưa rõ được nguồn gốc xuất xứ. Lưu ý trong quá trình canh tác thanh long, thứ nhất là bà con mình phải là chú ý từ khâu làm đất, yêu cầu về giống đảm bảo, rồi quá trình chăm sóc, thu hoạch, bón phân và bảo quản về sau khi thu hoạch. Và cái thứ hai nữa là đối với cây thanh long thì bà con mình trong quá trình đó là phải sử dụng tưới nước tiết kiệm và hợp lý, và đặc biệt có thể sử dụng một số biện pháp tưới phun sương hoặc là tưới nhỏ giọt để giảm được cái lượng nước tưới. Thứ hai nữa là quá trình bón phân là phải đúng thời kỳ và đặc biệt là phải tăng cường bón các loại phân hữu cơ, ví dụ như phân chuồng, rồi là các loại phân men ủ, phân sen và các cái chế phẩm sinh học và phân vi sinh để nâng cao cái độ pH đất, độ phì của đất để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường. Cái này là
Trong quá trình đối với cây thanh long thì quá trình về phát triển về chủ yếu là thu hoạch quả thì bà con cũng phải chú ý đến cái khâu là phòng trừ sâu bệnh thuộc trên cây thanh long là phải đảm bảo theo nguyên tắc là 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly của quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là bằng chế phẩm sinh học hoặc là thảo mộc để giảm thiểu về ảnh hưởng đến môi trường cũng như là sức khỏe của con người sau này. Trong thời buổi khí hậu biến đổi khí hậu hiện nay thì trong bà con cùng chú ý đối với cây thanh long thì trong thời kỳ mang quả là cần rất nhiều nước. Thì vào thời kỳ mùa hạn thì để giảm mất hạn nước tưới thì bà con có thể là sử dụng các biện pháp canh tác hữu cơ bằng cách là tụ gốc để giảm thiểu sự thoát bốc hơi nước. Thứ hai nữa là mình sử dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, rồi là tưới bằng phun sương, rồi là tưới nhỏ giọt. Có thể bà con mà có thể là tạo điều kiện là mình sử dụng các biện pháp đó. Và nếu như không có điều kiện, bà con mà có thể sử dụng thêm biện pháp là mình tưới theo thời kỳ. Tức là trong giai đoạn phát triển quả thì có thể bà con mình là tưới nước nhiều hơn so với bình thường. Thưa quý vị và bà con, những tư vấn của chuyên gia cũng đã khép lại chương trình Canh tác thông minh tuần này. Rất mong quý vị và bà con sẽ tiếp tục theo dõi chương trình, đồng thời sẽ gửi những đề xuất về các mô hình mới và hay trong nông nghiệp, có tính ứng dụng hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu về cho chương trình. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc gọi về tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mô hình ruộng lúa bờ hoa đã và đang mang lại hiệu quả rất lớn, vừa giúp giảm ô nhiễm môi trường, tạo được cân bằng sinh thái trên đồng ruộng và nâng cao trình độ kỹ thuật của nhà nông, nhất là trong quản lý dịch hại trên ruộng lúa. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh tuần tới.